Bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và chào tất cả quý vị và các bạn. Em tên là Lê Văn Nam, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình. Bao nhiêu tuổi? Em 35 ạ. Hiện tại em đang quản lý doanh nghiệp riêng của mình. À, có doanh nghiệp riêng. Về gì Nam? Bên em bán một số sản phẩm giống như giường xếp rồi là xe để hàng. Nói chung là về thương mại. Rồi về thương mại. Dạ. Mời bên nàng gái. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh, chào xin em. Chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Dương, hiện tại em 31 tuổi và đang là quản lý của một chi nhánh trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị đoán là em khoảng 23-24, cái này thật lòng nha, chứ chị không nghĩ là 31 nhìn em còn rất là trẻ. Cảm ơn chị. Rồi, mình có thể nói một tí xíu về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình không? Ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng và rất hay quan tâm tới người khác. Em cũng đã xuất hiện trong một phim rất là nổi đình nổi đám. Bộ phim đó chiếu vào dịp Tết, có anh Hoài Linh, anh Đan Trường và chị Nguyệt Ánh. Tức là đã từng đi đóng phim? Dạ vâng. À, vậy hả? Dạ. Phim đó là phim gì em? Dạ, em không nhớ tên. Diễn viên đóng phim không nhớ tên luôn hả? Đóng phim rồi mà không nhớ tên. Có một phim nhất trong đời chị. Đóng nó một phim đó hả? Dạ. Rồi đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em thì em rất là nóng tính, thẳng tính, là phụ nữ nhưng mà em lại không thích nấu ăn. Đặc biệt thì rất là ham ăn và ăn rất là nhiều. Không thích nấu ăn? Dạ. Mà thích ăn? Dạ. Thậm chí ăn nhiều? Dạ. Còn ưu điểm nào nữa không? Em rất là hay nứt ướt nè, nhõng nhẽo, mè nheo. Và đặc biệt là tính cũng còn rất là trẻ con. 31 tuổi mà không thích nấu mà tham ăn. Nói chung là cũng nít đó đúng không? Ra ngoài ăn được. Rồi còn em sao? Em thì điểm mạnh của em là em tự lập, sống có tình cảm, có hiếu với cha mẹ. Còn điểm yếu của em thì em hơi cầu toàn, giống như em hơi bị chi phối về cảm xúc á. Lâu lâu giống như em xem mấy cái video mà cảm động á, em hay bị lệ rơi. Cũng chia sẻ xíu là trước đây em có đi làm ở nước ngoài cũng gần 10 năm. Em làm nước ngoài 10 năm luôn? Dạ, sau này em về Việt Nam em mới mở công ty riêng ra làm. Em đi nước nào? Em thì làm việc trên một cái du thuyền quốc tế á. Thì cái du thuyền nó sẽ đi lòng vòng tất cả các châu Á. Em đi khá là nhiều nước. Rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em có một mối tình chính thức cách đây 10 năm. Mối tình chính thức đó như thế nào? Bọn em quen nhau là qua game audition. Là ông xã và xã trong game. Rồi chính thức ra ngoài luôn. Nhưng mà cũng được hơn một năm rồi cũng đứt. Tại vì cái lối sống của bạn đó hơi ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không có hay quan tâm tới người khác. Ủa là sao ông xã trên game là sao em? Dạ, bọn em chơi game thì là ghép đôi ở trong game á anh. Dạ. Là kêu ông xã bà xã hả? Dạ đúng rồi, gọi là ông xã bà xã. Rồi xong rồi nói chuyện với nhau hơn một tháng rồi ra ngoài gặp nhau khoảng 2 lần là quyết định là người yêu luôn. Làm người yêu có kêu ông xã bà xã không? Dạ đúng rồi. Cũng kêu luôn? Dạ. Chưa kết hôn mà cũng kêu ông xã bà xã luôn? Dạ đúng rồi anh. Rồi sau bao lâu thì chia tay? Dạ hơn một năm ạ. Hơn một năm? Dạ. Cho nên bây giờ em muốn kiếm một người biết quan tâm, biết chăm sóc người khác. Không có gia trưởng nè. Rồi. Ga lăng. Rồi. Phải có ý chí cầu tiến trong công việc, có bản lĩnh. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì tương xứng với em, khoảng 1m65-67 gì đó. Dạ, nhìn cũng xem là được. Nói chung nãy giờ em nói bên đây anh thấy sơ sơ anh chưa hỏi, nhưng khoảng 90% bên đây có rồi đó. Cảm ơn anh. Về bản lĩnh nè ha. Đúng rồi. Về cầu tiến nè ha. Còn lại gia trưởng không biết có hay không thôi. Em cũng đi nước ngoài nhiều nên là cái tư tưởng em vẫn cởi mở. Nên là cái gia trưởng thì đối với em nó không một thế giới hiện đại ha. Dạ, hiện đại nó cởi mở không có gia trưởng. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Dài không? Một mối tình trải qua chừng 4 năm là cái thời mà tụi em có đi làm chung ở nước ngoài á. Sau đó bạn ấy có người thứ ba nên là tụi em cũng chia tay. Sau này em có tìm hiểu thêm một người nữa thì chừng 5-6 tháng em thấy cái quan điểm của hai người nó không có hợp nhau lắm nên là tụi em cũng không đi về đâu. Có 5-6 tháng chưa có kịp yêu đương gì hết á. Còn bạn gái, lý do tại sao một mối tình rất là dài mà mình chia tay 10 mấy năm nay mà mình không tìm được người yêu hả em? Hầu hết là mọi người đều nói là em khó tính, nhưng mà em thì em không thấy vậy. Người khó tính không bao giờ nhận mình khó tính và nghĩ mình khó tính cả hả chị? Vậy thì bây giờ muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh ạ. Giống như anh Quyền Linh ạ. Chán ghê luôn á. Em ơi, sao em thấy chọn anh Quyền Linh?
mai mốt là phải nhờ ban tổ chức là khi mà đăng ký tham gia với là đừng nêu lên mẫu người lý tưởng như anh Quyền Linh. Ủa tại vì anh cũng phải sống sao chứ, người ta mới nói vậy chứ. Nếu anh sống mà không sao thì đâu người ta nói vậy đúng không em gái? Dạ, chính xác anh. Anh Linh là về cái gọi là về mọi thứ là hoàn hảo rồi. Chị thấy là giống như bí đẩy ai bị đẩy vô bí quá. Anh Linh là rất là hoàn hảo trước mắt mọi người rồi. Cũng đem anh Quyền Linh ra, đúng không? Nhưng mà em vẫn thích ảnh. À, em vẫn thật ra là em đã từng gặp anh Quyền Linh ở ngoài đời một lần rồi. Lúc đó anh dẫn chương trình ở gần nhà em á. Như vậy là mình cũng có duyên hôm nay gặp lại ở đây ha. Dạ. Còn yêu cầu của em thế nào em thông báo cho bà mối biết đi coi được không? Nói chung là ngoại hình dễ nhìn xíu. Biết quan tâm chăm sóc gia đình. Anh quay nhìn em nè. Không qua cửa này được là không qua gặp bên kia đâu. Chị Nam Thư quá xinh. Cảm ơn anh. Anh trải qua 2 mối tình rồi đúng không? Có một mối tình dài. Dài khoảng 4 năm. Tức là nếu mà một người đã đi cùng với mình trên cái hành trình 4 năm đó, hầu như là ngày nào cũng tiếp xúc đúng không anh? Dạ đúng. Vậy thì tại sao nó lại đổ vỡ? Có một cái quan điểm gọi là khác tôn giáo, sau này làm cho cái tư tưởng bạn đó say nắng một người khác. Vậy chúng em chia tay. Anh có rút được kinh nghiệm gì sau 2 cái cuộc tình mà anh đã đổ vỡ không? Thì em nghĩ là em sẽ cố gắng hơn, là cố gắng để chăm sóc nhiều hơn và mình sẽ tạo được cái niềm tin và sự an toàn cho bạn. Chính xác, phụ nữ cần nhất 2 điều: niềm tin, an toàn nha. Em chị thấy là được đó, nhìn ảnh hết sức là trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ, cảm giác hết sức là an toàn. Để coi rồi. Cái mắt đàn gái cái đó. Em không muốn coi. Để anh coi trước coi sao nha. Đây đàn gái đây. Xinh. Xinh. Bước qua một bên. Ồ vậy hả, xinh như một mặt. Xinh cũng phải bước qua một bên. Rồi, bước. Dạ, cho anh. Cũng xinh. Xinh, trắng thấy không? Trắng trẻo ha, dễ thương. Nhưng vấn đề còn lại thế này nè. Một cái người mà gọi là đàn ông mà quá bản lĩnh như thế thì mình có sợ mình gọi là mình thua thiệt người ta không? Dạ không. Bản lĩnh như vậy thì sẽ chăm sóc là bộ vai vững chắc cho em. Nhưng mà nếu như vậy thì có ghen không? Chưa biết được anh. Không có phụ nữ nào không ghen hết. Tùy theo lúc nào mới ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đi, cho hai bên gặp mặt đi. Đại diện đàn gái đi. Em đi với chị dâu của em ạ. Chào đàn gái nhà Minh. Chào đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư và chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em thì thấy bên bạn nam này thì ok đó, được đó. Mong là hai người cho nhau cơ hội để mà hẹn hò, tìm hiểu nhau. Được là đường sao? Đẹp. Đẹp trai nè, cao to nè, có việc làm ổn định. Thấy cũng tình cảm á, cũng quan tâm á. Vậy ủng hộ ha. Dạ. Rồi, cảm ơn đàn gái. Cảm ơn chị. Trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và anh trai. Dạ, dạ, chào bác. Chào anh trai. Dạ. Dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, vui tính. Chào cô Nam Thư. Dạ. Cô là mẹ của Nam. Cô thấy là cháu gái bên này cũng được. Cũng mong là hai cháu cho nhau cơ hội. Có phải làm dâu không? Dạ, dạ thì không phải làm dâu ạ. Mà thích làm dâu được không? Thì cũng thích làm dâu thì làm, mà không thì cũng được. Dễ quá. Dạ. Rất là dễ. Buôn dâu mà gặp vợ chồng vậy cũng dễ thương. Dạ. Dạ, hiện tại thì em thì đã có mua nhà riêng rồi. À, có nhà riêng hả? Còn mẹ thì sống với anh. Hay quá. Dạ. Vậy là khỏe rồi đó. Khỏe. Thôi, mình mở cái rào ra cho hai đứa gặp mặt đi nha. Dạ, đúng rồi. Dạ, bây giờ xin mở rào. Chào bạn. Mình có món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Cái món quà này là em đã mang về trong một chuyến lang thang đi du lịch bụi ạ. Em mong là anh sẽ vừa nó. Anh có thể mở ra không? Dạ, có. Cái hình này là cái bảng chữ cái của bên Lào ạ. Em mới đi phượt hồi Tết vừa rồi. Khá là đẹp. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, để anh bạn đi em. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện ha.
Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh. Thứ nhất là sau này khi mà anh có vợ rồi á, nếu như vợ anh không đi làm thì anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể nuôi một gia đình gồm có hai vợ chồng này và hai đứa con, và bên cạnh đó là chăm lo cho bố mẹ bên nội bên ngoại, tức là hàng tháng mình phải gửi tiền về cho bố mẹ tiền á. Hiện tại thì cái đó đối với anh thì có thể làm được. Còn trong cuộc sống sau này thì anh sẽ cố gắng để làm những gì tốt đẹp nhất để phát triển cái gia đình mình. Còn câu hỏi thứ hai, em là một người rất thích đi du lịch, và mỗi một năm em đi như vậy ít nhất là một chuyến tới hai chuyến hoặc có thể hơn. Thì không biết sau này, ví dụ như mà em lấy anh á, thì có gia đình, có con rồi, nhưng mà em vẫn muốn đi như vậy thì anh có ủng hộ hay không? Tại vì có một số cặp vợ chồng khi mà có con rồi á, thì người chồng muốn người vợ là phải ở nhà chăm con, hay là chăm sóc cho gia đình, là nấu ăn này nọ các kiểu mỗi ngày như vậy. Thì em không có đồng ý với cái quan điểm như thế. Đi du lịch anh cũng rất thích, tại vì anh đi du lịch nhiều mà. Cái chuyện mà ở nhà chăm con thì anh cũng không phải là khắt khe lắm. Tức là cái khả năng tài chính của mình muốn đi được nước nào đó thì mình sẽ cùng nhau đi. Và đó là cái hạnh phúc thực sự của gia đình mình. Em chia sẻ thêm chút xíu nha. Ở Việt Nam mình thì em đi gần như là hết rồi. Chỉ còn có vài tỉnh chưa đi thôi. Còn ở Đông Nam Á thì em cũng đi khá khá. Và châu Á thì em cũng đi được vài nước. Thì sau này em mà đi á, thì em chắc chắn là em sẽ đi những nước tiên tiến hơn. Thì châu Âu. Châu Âu. Dạ đúng rồi. Châu Mỹ, dạ, châu Phi. Dạ chính xác. Thì nó tùy thuộc vào cái tài chính, tùy thuộc vào khả năng của mình đi tới đâu đó. Nếu giờ mình mà không có đáp ứng được đủ để đi tới châu Âu á, thì mình đi dần dần nó tới vậy. Cho nên em mới muốn hỏi anh là anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể tài trợ được cho em đi những chuyến châu Âu, châu Mỹ là xa hơi không? Cái đó thì nó còn một cái chặng đường dài đó. Nếu kẹt mà chưa đi được ba châu đó là tạm thời mình đi châu Đốc trước đi. Đi châu Đốc trước đi. Thì từ từ tới mấy châu kia. Ví dụ em đi là em muốn đi một mình, hay là em muốn đi với ảnh, cả gia đình cùng đi, hay là cái sở thích của em là sẽ phải đi một mình thôi? Tất nhiên là em muốn đi ít nhất là phải hai mình rồi. Dạ. Còn nhiều hơn là cả gia đình thì càng tốt. Vậy thì quá dễ đúng không anh? Anh muốn còn chưa được nữa. Cũng khó lắm á. Nó phải tùy thuộc vào công việc, tùy thuộc vào kinh tế, rồi thời gian, rồi công việc nó có liên quan đến không nữa. Một người đi, người bận rồi sao? Ví dụ như mà anh bận quá nhưng mà em vẫn muốn đi, em có thể tự đi một mình luôn, anh có đồng ý không? Cũng không sao, nếu như mà em cảm thấy vui anh cũng ủng hộ thôi. Anh nói ở đây là trước rất là nhiều người làm chứng cho em về cái vấn đề anh nói nha. Anh hiểu, nếu mà một tổ ấm mà khi mà em đi chơi một mình mà em cảm thấy vui, mà cảm thấy hạnh phúc thì không sao, nó là chuyện bình thường đấy. Dạ, hy vọng là anh sẽ làm được những điều như anh nói. Thôi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Trước khi bấm nút, bạn có muốn tặng bạn gái một món quà về tinh thần nào không bạn trai? Em có thể đọc mấy câu thơ được không? Đọc đi em. Hai chúng ta chưa bao giờ hò hẹn, nhưng chương trình đã chấp lối đi chung. Vẫn có câu thuyền quyến sánh anh hùng, trên mạng ảo nhưng chân tình và rung động. Đến với anh em là lẽ sống, sẽ êm đềm nơi cánh cổng tình yêu. Mang đắm say thả khắp dòng sông chiều, quả chín ngọt cho dìu tình no gió. Bấm nút nha em người bên kia bé nhỏ, đưa nhau về ta sẽ có mùa xuân. Ok. Hay quá. Mình phải sống thật bằng con tim của mình, không rung động, không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Trời ơi. Mẹ. Tôi cũng hồi hộp. Thôi, bớt khó. 10 năm rồi chưa yêu ai, mở cửa trái tim đi nha. Nắm tay nhau nè. Coi như những cái gì chúng ta đang chia sẻ là chúng ta đang hướng đến châu Phi, châu Mỹ, châu Âu gì đó. Nếu cuối cùng chúng ta quay về châu Đốc cũng không sao, miễn có châu là được ha. Và không thể thiếu một cái nụ hôn đầu tiên. Dạ, để sau nha anh. Đó dạ là quy định chương trình. Được không em? Dạ không. Em muốn khất lời sau nè. Để anh hôn tay. Vậy thì ta có thể bấm nút lại. Thôi để hôn tay.
Đó là quy định của chương trình rồi. Em không nhá. Không được. Dạ không. Chỉ là một cái hôn má nhẹ nhàng thôi, em cũng không hả? Dạ không. Em có quyền, em có muốn bấm nút lại không? Dạ không. Một nụ hôn trên má nó không là gì hết cô bé à. À, trời ơi, thời kỷ thời đại nào rồi có gì đâu mà ngại. Trời ơi, yêu thương thật sự hoặc là có cảm xúc với nhau thì như anh Quyền Linh nói không vấn đề gì cả. Rồi ở đây á, anh phân tích cho tụi em biết, tụi em hung thì cũng không ai sướng gì đâu, tụi em là người sướng thôi. Nhưng tụi anh muốn á là mình chứng minh rằng cái nút bấm đó từ trái tim và những cái gì tụi em nói rất là chân thành. Và cái nụ hôn nhẹ nhàng ấy nó chứng minh cho cái tình cảm ban đầu mà các bạn có thể có duyên có phận với nhau. Bớt khó chút đi nha. Rồi mình đi châu Phi. Qua châu Âu còn hôn nhau nhiều hơn nữa.